Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay xin phép chia sẻ một chút kinh nghiệm vừa làm YouTube. Thì theo các bạn hiểu như thế nào cho đúng vừa kênh chính và kênh phụ? Thì có bạn nói rằng là kênh chính là kênh chính, kênh phụ là kênh phụ. Thì cũng giống như một cái ví dụ là viên vỡ này là viên vỡ chính đi học chính ở tại trường, còn viên vỡ này là viên vỡ phụ, viên vỡ nháp, là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ý kiến thứ hai, có người nói rằng là vô cùng ví dụ như một đôi dép, đôi dép này là tôi thường mang chính đi ra ngoài đường làm việc, thì công tác, nói chung là đi giao tiếp xã hội bên ngoài thì tôi mang đôi dép này là chính, còn một đôi dép phụ là tôi mang ở nhà. Như vậy bạn hiểu thế nào vừa là kênh chính làm YouTube và kênh phụ làm YouTube như thế nào? Như vậy là trên một và cái kênh của YouTube chúng ta, bạn có hiểu như vậy không? Hiểu là một kênh là một kênh chính là làm một cái Gmail chính, một kênh phụ là làm một cái Gmail phụ. Bạn hiểu như vậy đúng chưa? Xin thưa với các bạn rằng điều đó như vậy là chưa đúng. Bạn hiểu như vậy là chưa đúng. Kênh chính, kênh phụ đều nằm trên một Gmail, được tạo ra trên một Gmail. Và khi chúng ta làm kiếm tiền trên YouTube thì chỉ làm trên kênh phụ, còn kênh chính chúng ta không làm. Không làm bởi vì lý do sau. Tại sao không làm trên kênh chính? Nếu bạn làm trên kênh chính thì nếu có vấn đề trục trặc xảy ra thì kênh chính của bạn sẽ bị xóa sạch, mất tiêu, cái Gmail của bạn nó sẽ đi luôn. Còn nếu bạn tạo ra trên một cái kênh phụ là cái kênh chúng ta đang làm để đi kiếm tiền, thì chúng ta làm trên kênh phụ này, nếu có bị sự cố gì xảy ra thì cái Gmail của chúng ta vẫn còn nguyên, và chúng ta có thể tạo ra một cái kênh khác. Bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra cái kênh YouTube của mình hiện đang làm là kênh chính hay là kênh phụ. Mà nếu lỡ bạn nào đã làm trên kênh chính thì hãy mau chuyển sang kênh phụ. Bây giờ cách kiểm tra thì chúng ta vào đăng nhập vào cái YouTube mà chúng ta vào. Đây, rồi kiểm tra cái kênh YouTube của mình làm trên kênh chính hay kênh phụ, thì chúng ta vào kích vào tài khoản, chúng ta kích vào cái bánh răng này và sau đó chúng ta bấm vào là xem tất cả kênh của tôi được tạo. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta thấy rằng là nếu mà trên tài khoản của chúng ta chỉ có duy nhất một kênh như thế này và chúng ta đăng video trên này, như vậy là chúng ta đang làm trên kênh chính. Còn hiện tại tài khoản của chúng ta, của tôi đây, đang làm trên kênh thứ hai, có nghĩa là kênh này là kênh phụ, còn mà nếu mà trên cái tài khoản Gmail của chúng ta chỉ có một kênh này duy nhất, như vậy đây gọi là kênh chính, thì các bạn không nên làm trên kênh chính này. Các bạn thấy rằng trên cái kênh tôi chỉ làm một video thôi, đây là kênh chính, còn toàn bộ làm trên kênh phụ. Đó là cách kiểm tra kênh chính hay là kênh phụ. Thì chúng ta thấy rằng là gì, trong một kênh, trong một cái Gmail sẽ tạo ra tài khoản, cái tài khoản kênh YouTube của chúng ta thì nên làm trên kênh phụ, đó là cách kiểm tra kênh chính, kênh phụ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video và nhớ đăng ký ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn.